Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong cuộc phỏng vấn được ghi hình hồi tháng trước với Đài Phát thanh và Truyền hình RSI Thụy Sĩ và dự kiến được phát sóng vào ngày 20 tháng 3 tới khi được hỏi quan điểm về cuộc tranh luận giữa những người khuyên Ukraine nên từ bỏ xung đột vì không thể đẩy lùi các lực lượng Nga với một bên là những người cho rằng bước đi như vậy sẽ hợp pháp hóa hành động của kẻ mạnh nhất. Giáo hoàng bày tỏ, đó là một cách giải thích, đó là sự thật. Nhưng theo tôi, kẻ mạnh nhất là người nhìn vào hoàn cảnh, nghĩ đến mọi người, thể hiện sự can đảm, dương cờ trắng và đàm phán. Từ thương lượng mang ý nghĩa can đảm, khi bạn thấy mình bị đánh bại, rằng mọi việc không được suôn sẻ, bạn phải có can đảm để đàm phán, Đồng thời, ông cũng cho biết các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine có thể thúc đẩy bởi các bên trung gian quốc tế và thực tế là hiện tại có nhiều nước sẵn sàng đóng vai trò trung gian. Giáo hoàng nói và nhấn mạnh thêm rằng đàm phán không có nghĩa là đầu hàng. Ví dụ như Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác, người ta không nên xấu hổ về các cuộc đàm phán. Điều này sẽ ngăn chặn điều tồi tệ nhất xảy ra. Cần có sự can đảm thực sự để không đẩy đất nước đến chỗ tự sát. Khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng đóng vai trò hòa giải không, giáo hoàng cho biết tôi luôn sẵn sàng. Đây có lẽ là lần đầu tiên giáo hoàng Francis sử dụng cụm từ cờ trắng hay bị đánh bại khi bàn về xung đột Nga-Ukraine, mặc dù trước đó ông từng kêu gọi các bên đàm phán. Trong cuộc họp báo ngày 8 tháng 3 với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước này sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình với sự tham gia của Ukraine và Liên bang Nga. Tổng thống Erdogan nói, chúng tôi sẵn sàng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình với sự tham gia của nga ông nhấn mạnh nếu moscow và kiev đồng ý nối lại thỏa thuận ngũ cốc ankara sẽ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ chia sẻ sáng kiến ngũ cốc biển đen đã ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu như trước đây chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho một thỏa thuận mới về phần mình tổng thống zelensky tuyên bố phản đối việc nga tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ông nhấn mạnh Kiev muốn đạt được một nền hòa bình công bằng. Trước đó, Nga đã tuyên bố sẵn sàng đối thoại nếu lợi ích của Moscow được tính đến. Bộ Ngoại giao Liên bang Nga gọi các điều kiện của Ukraine trong công thức hòa bình, kể cả việc rút quân là không thể chấp nhận được. Tờ Kiev Post ngày 9 tháng 3 dẫn thông tin cùng ngày đăng tải trên website của đài CNN cho biết, do đặc biệt lo ngại về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí hạt nhân chiến trường, chính quyền Biden cảm thấy buộc phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn một kịch bản như vậy. Giải thích mối lo ngại của Washington, một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ nói với CNN, nỗi sợ hãi của chúng tôi không chỉ là giả thuyết mà còn dựa trên một số thông tin mà chúng tôi đã thu thập được. Thực tế cho thấy vào cuối mùa hè năm 2022, các lực lượng Nga đã phải đối mặt với tổn thất nặng nề khi quân đội Ukraine tiến vào Kherson, một thành phố trọng điểm phía nam Ukraine mà Nga đã chiếm được trước đó, và được nhìn nhận là chiến thắng lớn nhất của Moscow trước Kiev kể từ khi xung đột giữa hai bên bùng nổ vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Các quan chức Mỹ lo ngại rằng tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin có thể nhìn nhận việc Ukraine tiến vào Kherson theo cách khác. Ông chủ điện Kremlin từng nói với người dân Nga rằng Kherson hiện là một phần của nước Nga và do đó, theo một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ khác ông Putin có thể coi tổn thất nặng nề ở Kherson là mối đe dọa trực tiếp đối với bản thân cũng như đối với nhà nước Liên bang Nga. Với đánh giá như vậy, Nga có thể coi một cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật như một biện pháp ngăn chặn những tổn thất thêm nữa đối với lãnh thổ do Nga nắm giữ ở Ukraine, cũng như bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào vào chính Nga. Và thế là từ cuối mùa hè cũng như trong suốt mùa thu năm 2022, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã triệu tập hàng loạt cuộc họp để xây dựng các kế hoạch dự phòng nhằm chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân của Nga nhằm vào Ukraine, bao gồm việc ngăn chặn và phản ứng như thế nào. Mỹ cũng hợp tác chặt chẽ với các đồng minh của mình để phát triển các kế hoạch dự phòng cho một cuộc tấn công hạt nhân của Nga và truyền đạt cảnh báo cho phía Nga về hậu quả của một cuộc tấn công như vậy. Ngoài ra, Mỹ còn tìm cách tranh thủ sự giúp đỡ của các nước không phải đồng minh, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, để ngăn cản Nga thực hiện một cuộc tấn công như vậy. Về phía Ukraine, tờ Kiev Post cho biết, vài ngày trước khi CNN đăng tải thông tin nêu trên, cựu phát ngôn viên Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine AFU, Đại tá Vladislav Seletniop, tiết lộ rằng quân đội nước này đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công hạt nhân tiềm tàng của Nga vào tháng 4 năm 2022. Theo ông Selesnyov, việc Nga có thể thực hiện bất kỳ hình thức thách thức nào, kể cả bằng vũ khí hạt nhân, là điều không có gì đáng ngạc nhiên. Và vào lễ phục sinh năm 2022, nhiều quân nhân Ukraine đóng ở thao trường Zavoriv thuộc vùng Lviv đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Cựu phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết thêm lúc đó, ông cũng có mặt tại thao trường Zavorib và các dấu hiệu về một cuộc tấn công hạt nhân có thể xảy ra đã đến thông qua nhiều kênh khác nhau. Tuy nhiên, đại tá Seletniov tin rằng ông Putin đã được thông báo rõ ràng về những hậu quả nghiêm trọng cả đối với Liên bang Nga lẫn đối với cá nhân nhà lãnh đạo này nếu tham gia vào một hành động khiêu khích hạt nhân nhằm vào Ukraine và cuối cùng chính sách ngoại giao hậu trường đã phát huy hiệu quả. Nga hiện chưa bình luận gì về thông tin do đài CNN và tờ Kyiv Post đăng tải. Truyền thông nga ngày 5 tháng 3 công bố video cho thấy lực lượng nước này phóng tên lửa đã đạo Iskander, phá hủy một tổ hợp pháo phản lực HIMARS ven khu rừng gần làng Nikanoroka thuộc tỉnh Donetsk. Pháo HIMARS và các phương tiện đi cùng bốc cháy dữ dội sau khi bị tập kích. Roman Kostenko, thư ký ủy ban an ninh quốc phòng và tình báo quốc gia của quốc hội Ukraine ngày 8 tháng 3 cho hay phải mất rất nhiều thời gian để can chỉnh mục tiêu cho một tên lửa Iskander như vậy. Ông cho biết, dĩ nhiên pháo HIMARS luôn hoạt động ở hậu phương và chúng ta thấy rằng tình báo Nga đang nỗ lực săn lùng tổ hợp này. Ivan Stupak, cố vấn Ủy ban Tình báo Quốc phòng và An ninh Quốc gia tại Quốc hội Ukraine nhận định, Nga dường như triển khai vụ tập kích với hỗ trợ từ máy bay không người lái drone tầm cao. Một mặt đây là dấu hiệu cho thấy năng lực của Nga mặt khác điều này chứng tỏ Ukraine đang thiếu các trạm radar tinh vi lẫn các tổ hợp phòng không tiền tuyến để bảo vệ các đơn vị trên mặt đất. Thỉnh thoảng chúng tôi thu được bằng chứng cho thấy Doran nga xâm nhập sâu 50 km. Dù chưa thể giúp Ukraine cân bằng hỏa lực trên chiến trường với nga, nhưng pháo Himars vẫn cho thấy hiệu quả nhất định khi được sử dụng. Bộ quốc phòng nga hồi đầu năm thông báo vừa triển khai hệ thống radar phản phá mới hiện đại nhất đến Ukraine để giúp phát hiện các vị trí đặt pháo, rocket của đối phương. Chớ chiều thay, chỉ vài giờ sau, pháo HIMARS của Ukraine đã phá hủy một hệ thống radar này. Nội dung được đăng trên mạng xã hội của quân đội Ukraine kèm theo một video do máy bay không người lái quay. Đã đến giờ của HIMARS, một cú bắn hoàn hảo phá hủy một hệ thống radar phản pháo 1K148 Jachet AV trị giá khoảng 250 triệu đô la Mỹ của Nga. Cuối tháng 2, lực lượng Ukraine dùng pháo phản lực HIMARS tập kích nơi đơn vị hải quân đánh bộ Nga tập trung diễu duyệt. Các quân nhân thuộc Lữ đoàn Hải quân đánh bộ số 155 Nga tập trung đội hình để cấp trên kiểm tra và tổ chức diễu duyệt tại khu đất trống tại thị trấn Elenovka, tỉnh Donetsk. Cách tiền tuyến miền đông Ukraine khoảng 12 km, hoàn toàn nằm trong tầm bắn của pháo và lực động cơ cao HIMARS. Một máy bay không người lái cỡ nhỏ Doran của Ukraine phát hiện đội hình lính Nga đang tập hợp giữa ban ngày và lập tức chuyển tọa độ cho khẩu đội HIMARS gần đó. Hai rocket m 30 mỗi quả chứa 182.000 viên đạn bi, nhanh chóng được khai hỏa từ pháo HIMARS xuống mục tiêu. Truyền thông Ukraine cho hay, cuộc tập kích khiến 19 quân nhân Nga thiệt mạng, trong đó có một đại tá và hai sĩ quan khác. Chỉ huy lữ đoàn 155 là đại tá Mikhail Guskov bị thương. Đánh giá trên của tờ New York Times dựa trên hình ảnh vệ tinh của Planet Lab về những đường hào thô sơ thưa thớt nằm ở khu vực phía tây Abdika mà Ukraine đang cố gắng bảo vệ. Những tuyến hào này thiếu nhiều công sự bổ sung và có thể giúp cản bước xe tăng Nga và bảo vệ những con đường chính cũng như các vùng địa hình quan trọng. Adipka đã trở thành một vùng giao tranh khốc liệt và bế tắc trong suốt 9 tháng khi Nga chiếm được thành phố này vào tháng 2, chiến thắng lớn đầu tiên của họ kể từ tháng 5 năm ngoái. Quân đội Ukraine tuyên bố họ đã bảo đảm được các tuyến phòng thủ bên ngoài thành phố. Nhưng sau đó, các lực lượng Nga tiếp tục chiếm được 3 ngôi làng ở phía tây Adipka chỉ trong vòng một tuần và họ đang tranh giành ít nhất một ngôi làng khác. Các quan chức Mỹ nói riêng rằng họ lo ngại Ukraine đã không củng cố các tuyến phòng thủ sớm hoặc đủ tốt, và giờ đây nước này có thể phải đối mặt với hậu quả khi các đơn vị Nga tiến chậm nhưng đều bước ra xa hơn Adipka. Tình báo quân sự Anh vừa qua cho biết lực lượng Nga đã tiến thêm khoảng 6 km từ trung tâm Adipka, một bước tiến nhỏ nhưng nhanh bất thường so với các hoạt động tấn công trước đó. Các chỉ huy Ukraine đã có nhiều thời gian để chuẩn bị phòng thủ bên ngoài Adipka. Khu vực này bị tấn công kể từ năm 2014, và Ukraine đã kiểm soát khu vực kể từ khi xung đột toàn diện bùng phát. Nhưng hệ thống phòng thủ của Ukraine bên ngoài Adivka cho thấy những công sự thô sơ bằng đất thường có rãnh nối để quân bộ binh tiếp cận các vị trí bắn gần kẻ thù nhất, ngoài ra rất ít. Có nhiều lý do có thể giải thích cho việc Ukraine thiếu khả năng phòng thủ. Các quan chức Mỹ và chuyên gia quân sự cho biết, giới chức Ukraine có thể đã quá tập trung vào các hoạt động tấn công vào năm ngoái, thay vì dành các nguồn lực cần thiết cho việc xây dựng nhiều chiến hào và bẫy xe tăng, như các kỹ sư Nga đã xây dựng từ cuối năm 2022 ở miền nam nước này. Serhiy Horasky, một đại tá quân đội Ukraine đã nghỉ hưu cho biết, ai quan tâm và ai coi đó là một lựa chọn, bởi vì đó là một lựa chọn rất tốn kém, xây dựng các tuyến phòng thủ không có ai cả. Lưu ý rằng Ukraine có rất ít nguồn lực dự phòng vào thời điểm đó. Các quan chức Mỹ cho biết cũng có thể có yếu tố tâm lý nếu quân đội Ukraine giải mìn dày đặc ở một số khu vực nhất định để cản trở bước tiến của Nga, thì đó sẽ là sự thừa nhận ngầm rằng họ khó có thể thực hiện các hoạt động tấn công ở cùng khu vực đó trong tương lai. Trong diễn biến khác, ông Zelensky trả lời khi được hỏi về các nỗ lực để ám sát ông. Họ nói đã có hơn 10 vụ ám sát nhắm vào tôi, nhưng đây là những con số do các quan chức cơ quan, đặc biệt là cơ quan tình báo đưa ra. Tôi phải thừa nhận, tôi thực sự không đếm chúng. Đối với tôi, ở Ukraine, tất cả người dân của chúng tôi, quân nhân ở mặt trận đang mạo hiểm mạng sống của mình mỗi ngày dân thường cũng gặp nguy hiểm hàng ngày do các cuộc tấn công giống như những cuộc tấn công vào Odessa yên bình. Ông Zelensky cũng nhấn mạnh rằng mạng sống của ông cũng gặp nguy hiểm như bất kỳ công dân Ukraine nào khác. Nhà lãnh đạo lưu ý rằng bản thân ông cũng sống trong điều kiện giống như những người Ukraine khác. Vừa qua, Nga bị cáo buộc tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào Odessa, khiến 5 người thiệt mạng. Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, Tổng thống Zelensky cùng với Thủ tướng Hy Lạp Kira Skot đang có chuyến thăm chính thức tới thành phố. Được biết, một tên lửa của Nga đã rơi cách đoàn chỉ 500 mét, lúc đó đang ở khu vực cảng.